Thuốc nuôi gà Điền Bình Chánh xin kính chào anh em Số điện thoại của Điền là 0347471112 Điền ở ngay chợ Hưng Long Bình Chánh Anh em nào ở gần thì chạy qua nhà Điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em Hôm nay ngày 30 tháng 8 Còn 2 ngày nữa tính lễ 29 rồi nha anh em Thì bữa nay Điền lên cho anh em Cái sản phẩm tăng bo cấp tốc của Thái Lan Thằng này thì hàng tầm chung chung được sử dụng rất là rộng rãi nha anh em đó là 858 nhộng vàng với Phú quốc cúc còn cao cao hơn tí xíu nữa thì có em 15 xanh lá thì anh em xem video thì nhớ cho điền một like nha anh em anh em nào mới vô xem lần đầu tiên thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh nhấn nút chuông theo dõi để thường xuyên cập nhật những video mới về cái cách xài thuốc mới những loại thuốc mới những loại thuốc hay hiệu quả nha anh em thuốc đi thuốc về rồi thì điền sẽ quay thường xuyên up cho anh em để anh em theo dõi bên điền buôn bán là người thật việc thật nha anh em bán tại nhà thì chỉ giao dịch anh em duy nhất một cái số điện thoại à. đây cái số điện thoại giao dịch của điện là 0347471112 này nha anh em đây là số chính của điện hồi đó giờ thì à, những cái sản phẩm tăng bo cấp tốc dạng viên có nhộng vàng nha anh em anh em xài nhộng vàng này xài rất là dữ về số lượng nhiều lắm à, nhộng vàng này thì mau chơi lắm 15 phút cho lên anh em chơi được cầm trong vòng 6 tiếng một khẩu như vậy là 10 viên là 600 ngàn anh em anh em lấy 5 viên thì 350 Đó. đây hàng số lượng chu chuẩn, bị sẵn cho anh em số lượng nhiều lắm phố của Cúc là cái hàng à, xài nhiều thứ hai Đó. cái chai nước màu nâu thơm mùi sô-cô-la anh em chai lớn này 15 c 600 ngàn chiếc lẻ 2c thì 200 ngàn còn 858 này á thì một chai 25c giờ là 600 ngàn nha anh em thằng này thì xài thông dụng kế à không bằng phố vô cúc nó có độ lì hơn nó cũng nói hơn nữa nó tới 25 c là còn phố vô cúc màu sô cô la này chỉ có 15 c thôi phố vô cúc cũng 6 xị còn 858 cũng 6 xị luôn nhộng vàng mắt cô này cũng 6 xị luôn năm viên thì 3 xì gửi còn em 15 màu xanh lá này chai lớn là 1 triệu 350 anh em đó. Lẻ thì một c 200 ngàn Thì khi anh em mua hàng thì điện sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết đối với nhộng vàng này cho anh em Nó hơi khó chia Còn phố quơ cúc này thì nó dễ xài lắm Che hai giọt nồi bốn giọt cứ nhỏ vô 15 phút là anh em chơi được cầm trong vòng 6 tiếng trở lại 858 nó cũng vậy nha anh em Che hai giọt nồi bốn giọt luôn Nước nôi thì anh em xài thoải mái còn đối với E15 xanh lá này thì lưu ý cao hơn chỉ một giọt thôi, che một giọt nồi hai giọt. Đó. thì uh, cái tầm hẹn phổ thông thì xài bốn cái loại này là thông dụng nhất nha anh em thì uh, những cái cái hàng này xài thông dụng rất là dễ xài nó hạp gà cao lắm anh em có thích dạng viên này xài nhộng vàng này nhộng vàng xài cực kỳ hay luôn mau chơi lắm những anh em gà đòn rồi xài nhiều dữ lắm gà cửa đồ xài là cực kỳ hiệu quả chính xác hàng của lâm mâm nó rất là dễ xài nhộng đỏ bây giờ không còn thì xài nhộng vàng là phần nhiều bán nhộng vàng rất là nhiều nha anh em có số anh em thích chỉ thích chơi dạng viên thì uh, xài bây giờ hiện tại nhộng vàng thì xài nhiều còn nhỏ thì lấu lấu thì có 88 phú Bùa cúc chung chung hơn thì có xanh ghiêu xanh kẹo khá khá hơn thì có gồng đỏ còn cao cấp tí xíu nữa có nhỏ trắng thì anh em có xài gì thì alo trực tiếp số điện thoại của điện nha anh em rồi anh em nào ở gần khu vực chợ Hưng Long Bình Chánh thì cứ chạy qua nhà điền lấy hàng trực tiếp cho mau lẹ anh em hàng chuẩn bị số lượng sẵn cho anh em. Thì lễ thì điền bán xuyên suốt ở nhà luôn nha anh em. Thì gửi ngày thứ tư với thứ năm nữa là ngưng rồi. Thì anh em đặt thứ năm thì chắc chắn là qua lễ khoảng chủ nhật hoặc thứ hai người ta mới bắt tiếp nha anh em. Bên giao hàng nghỉ hai ngày đó là 2 tháng 9 với 3 tháng 9. 4 tháng 9 thì có chỗ làm lay gai còn 5 tây tháng 9 thứ hai là bắt đầu làm việc lại như bình thường. Đó thì điền có thông báo lịch trình để anh em nắm, để anh em khỏi có thắc mắc khiếu nại chậm trễ anh em. Anh em tranh thủ đặt hàng một tay thì có thể qua đầu hai tay thì bắt đầu người ta nghỉ rồi thì phải qua lễ. Còn anh em đặt 31 tay ngày mai thì qua mai còn qua một tay còn có thể có kịp có kịp thôi chứ quả mai thôi chứ cũng cũng không có chắc được nha anh em nó thì anh em xài cái gì những cái dòng thân bo cấp tóc gấp thì anh em chạy qua nhà lấy trực tiếp còn không gấp thì anh em qua lễ anh em nhận tiếp rồi anh em có đặt hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại điện trực tiếp nha anh em xin cảm ơn tất cả anh em đã xem clip chào anh em hẹn gặp anh em những video tiếp theo nha anh em